đi lại về mình còn đi nha. Cầm cái tám, cầm cái cây đốc mới đi. Đốc mới đi. Đây đây là chọn lại đi. Ừ, trái nè quá. Về nhà đâu mà sao chọn ngắn bước không? Chẳng. Ăn cái vậy luôn. Nó tiệp màu thành nó có thể vô phim cô bác mình không có thấy rõ, chứ ở ngoài này là trái nhiều lắm cô bác. Đó, bên kia là cái bịch cái rớt cây quýt rồi đó. Rồi chừng nào nha, cái bẹp cái là rồi đó. Trời. Con quà nó nằm giống rồi kìa. Dây này là mình lôi tới ngoài luôn đó hả Nút. Trời ơi, dài dữ rồi đó. Ờ, cái đường này nó kéo là 2 phút rồi đó. Trời. Cô bác không thấy nè. Những cái trái này ông Anh Út ông nói là trái quýt lở, ăn sẽ không có ngon cô bác. Mà quả thật là quýt này nó chua, không có ngon. Tại vì nó lở cỡ đó cô bác. Nó lở chợ lở quê cũng giống như là cái người mà lở lứa. Ồ trên đầu kìa, trên đầu kìa, nhóc chân kìa. Ồ vậy trên đầu kìa. Quýt thấy phát hiện cái này chắc được. Đó, mình zoom lên cho các bạn coi nè nha. Ôi ôi, không có thấy hết trơn các bạn ơi. Các bạn có thấy. Ở đây nào bên đó, bên này nè, bên đây có thấy nè. Ôi giời ơi, sát bên nè, trái nhóc trên nè cô bác. Nè, cô bác zoom nè. Trời ơi, không thấy hả? Không thấy rồi được cái quay quay ngược sáng rồi đâu thấy, bên đây nè, bên đây nè. Quay sáng đó. Đây nè. Đó. Chấm vô cái, chấm vô. Đó, thấy không? Chi. Mà hình cảm ứng mà. Ở trên kìa, trái nhóc trên kìa. Vẫn thích cái cây quýt già này nè anh Sáu. Nè, nè. Zoom lên chứ, zoom lên. Trái nhóc trơn nè cô bác ở trên nè. Máy không hết pin hả gì? Trên nè. Đây nè. Trơn nè cô bác. Ê, đừng có đang zoom đừng có động. Còn bên đây là bưởi, bưởi năm rồi ha Út phải không? Năm chưa? Bưởi năm rồi đó. Cái này chục năm chưa? Là ngày xưa có một cái ông phú hộ á cô bác, ông có trồng một cây bưởi mà mấy đứa con nít nó lại mà nó cứ bẻ bưởi của ông hoài. Một bữa nọ ông tức giận cô bác, ông lấy cây roi ra, ông bắt cây đứa nhỏ mà ăn cắp bưởi của ông á, ông đánh cho năm roi cô bác. Rồi thành ra những cái đứa trẻ khác á, nó hễ thấy cái cây bưởi của ổng là nó dạt xa ra. Từ đó cái cây bưởi của ổng người ta đặt là cây bưởi năm roi, có nghĩa là hái cái trái bưởi đó phải sẽ bị đánh năm roi đó cô bác. Nó thì từ là bị đánh năm roi đó, thành ra đặt tên là bưởi năm roi. Rồi bưởi là của ông tên ông năm roi. Tên ông năm roi phải không? Còn cái sự tích tôi nghe là bị đánh năm roi. Ông già, ông đó ông không xin được cái giống bưởi này, ông xin được cái giống bưởi này ông về trồng ngon, ăn ngon quá rồi ông dặn con cháu đứa nào mà bẻ cái bưởi này là bị ông quýnh năm roi. À. Ông để sợ nó bẻ. Bảo quản cái bưởi phải không? Ừ. À. Ông bảo quản cái bưởi đó, ông nó cái giống là nó ngon quá rồi giờ ông dặn gì đó để cho nó già. Ông rồi ông để cái bản mà để là năm bưởi năm roi á. À. Còn cái sự tích mình nghe thì ông đánh đứa nít năm roi, rồi từ đó mấy đứa nít nó dạt cho. Thấy cái cây bưởi đó là nó hết hồn hết vía rồi. Ha hái là bị năm roi đó. Kể cái vụ năm roi đó. À, thì nó tam sao thất bản hết đó cô ấy. Nhưng mà mình kể thì mình đính chính cái câu chuyện mình đúng. Nó là cái cây quýt nè. Các bạn, cây quýt này là cây quýt hồng này nè. Đây. Nó chỉ lớn hơn cái tay mình không có nhiều các bạn, mà như là 20 năm tuổi nè. Cái này nè. Rồi gò cắm dây nào cái gì? Cắm dây nào? Ông dây là ông dây dẫn nước tưới vòng vòng vườn nè, khi nào tới đâu thì mở khóa tới đó. À có cái van ha. Có cái van nè. Nhưng mà chắc này mở khóa thì nó vẫn không có nước tại vì cái máy nó chưa có vận hành lên. Đó mình đặt mình dưới. Ồ cái áp lực dữ người ta mấy trăm mét mà tới đây luôn hả? Đó. Khủng khiếp à. 10.000 mét vuông. Trong nhận cái này nó ngọt ngay luôn. Hên quá cô bác. Tại vì cái trái quýt này nó chua quá trời mình ăn không được cái mình khỏi như mình quảng cáo cái gò mình khỏi con cầm nữa. Giờ đó cầm nó trả lại. Mấy chị kêu người giúp giục. Rồi tha phát qua. Thôi lại bỏ túi các bạn nào về nhà nào. Mà mình ăn uống mà ngán ngán lấy rồi mình ăn chua chua tiếp tục mình ăn nữa. Ôi cây trên kìa trái nhóc trên kìa. Cũng hết trái luôn kìa. Nó trở về chiếc xe của mình cô bác.
Cô bác coi cái chiếc xe nào mà có cái cờ đỏ sao vàng của mình đó nha, người Việt Nam nha. Ở phía trong đây cô bác, một đống xe gùa luôn ha, cái này đẩy bằng xe gùa luôn. Ngồi chơi đi Đúc ơi, ăn uống gì trời, chủ yếu tham quan chơi thôi. Cho đồ ăn thì Tết này thiếu gì, không thiếu món gì chứ. À, quá thôi, cái giường ở phía ngoài nè cô. Không có đèn, không có đèn. Quá xá cây luôn nè. À, thì những cái cây cút này mình thấy cái chiều cao là khoảng 5 mét đó cô. Thì hồi nãy cô bác đã xem cái đoạn phim live cam của mình quay ở trên, cô bác sẽ thấy rất là đẹp luôn. Giả sử như ở đây mà mở thành một cái khu du lịch đó cô bác, khách du lịch sẽ vô đây rất là đông luôn. Nhưng mà ngặt cái nếu như mở du lịch đó thì không có kinh doanh ở đây được cô bác. Người ta đi nhiều quá nó rẻ đắt, cái cây mình nó sẽ không tốt. Giờ có thể là một số đứa nhỏ cô bác nó sẽ vào đây nó hơi phá phách một chút xíu đó. Thành ra được cái này sẽ mắc cái kia. Còn ở đây ví dụ như những cái người nhà người quen vào đây tham quan á, thì không có sao hết cô bác. Nhưng mà phải có người quen thì người ta mới cho vào. Gì mình lọc được phá nút. Gì lọc nè. Nó mới cái hư nhiều lọc. Nhưng mà mình tính ra 1 kg khô là còn nhiều lắm đó. Là quýt, nhiều khi quýt đa quýt này là mời bán ở chợ mình không chừng nữa nè. Thì ở chợ anh thấy tái tái gì không đó? Bán không, bán thông thường là những cái mà bán dọc đường á. Ở chợ đó bán dọc đường nó bán tái tái gì anh chú biết. Tái tái là ở chợ thì đã hơn. Đâu quýt ở dưới gốc. Hỏi gì là quên anh kia là chỗ khác ha. Ôi, cái cầu khủng khiếp mà. Cái cầu gì sao dám chạy xe quá. Thấy nó quằn chứ ai có hướng gì hết à. Nó phải cầu đi xe, cầu đi bộ. Đi bộ đi xe. Cầu đó cầu đi bộ đúng không anh Út? Thấy nó quằn xuống. Rồi tới giữa có chỗ chỏi cho nó cong lên. Cái qua chỗ chỏi cho nó cong xuống. Cái cầu như vậy là mình làm nó công vậy hay là mình đi viết nó công anh? Đúng đó, tại mình làm công chứ ha. Làm công đó. Có tính toán kỹ thuật trước rồi nha. Mình đi nó không bị lật. Vậy là anh đi ra vô đi xe không? Ra đường này không đó hả? Đường này không ạ. À? Lái bỗng đường chạy có, lúc này mình ở đây chứ chị Út chỉ là ở nhà không biết làm sao rồi, có em đó. Đã chứ nói rồi mà. Đó là mình dắt cho chứ, đi tới nó chạy một tay vậy. Không biết hồi tôi đứng tôi anh chạy trước sao đi điện này trước tại vì tôi lấy cảnh. Chạy đi vô quay đi vô ăn mà còn đi nữa đi, quay. Đi ra giờ đi vô. Đi dẹp máy vô đi chạy hai tay rồi. Hả? Đường nó chạy một tay ghê lắm. Cái đoạn ra thì cũng không cần thiết quay nữa rồi. Không có đi chạy nữa. Thôi mà chạy không sao. Nó vậy chứ không sao. Trời ơi mấy cái đường tôi đi nhiều khi trên núi của nó còn chạy nữa đi. Tại sao nó lấy cảnh có gì tôi chịu view. Và mình gần đội nó bảo hiểm lên ha. Cái giường quýt hồng ở đây như cô bác mình thấy nè, thì mình sẽ di chuyển trở ra phía bên ngoài của quốc lộ. Tay lái cừ khôi đó cô bác. Trở lại con đường. Chạy trước đi, chạy trước đi, tôi lấy cảnh. Không sao. Tôi đi mấy cái đường núi còn khủng khiếp hơn cái này nữa tầm nhòi. Nhớ bắt tao đuôi nha. Rồi. Nó cái này nghi ngờ cái tay lái của mình mà. Công nhận cái đường này cũng ghê gớm lắm cô ạ. Chỉ những cái tay mà chạy mà cứng thì cứng á mới dám chạy cái đường này. Đây có một cái đường cong nè cô bác thấy nè. Cái này nếu như mình nhích qua phải một chút xíu á cô bác là lọt với ao.
vít qua trái chút xíu là mình sẽ lọt dưới ao luôn. Giờ mình trở chân cũng không có cái chỗ để mình trở chân luôn cô bác, bề ngang là khoảng 6 tấc thôi. Rồi, mình qua cái đoạn đường nguy hiểm rồi đó cô bác. Qua cái cầu này nữa là mình hoàn thành rồi đó. Rồi, vậy là mình đã thành công. Lo chạy không, không có nhìn cái máy quay, không biết có quay được gì không. Trời ơi, đi lòn lòn trong bụi rồi nè. Chắc là vừa chạy vừa bước cái chân xuống nè cô bác. Ồ, bắt giờ mà chạy mà vừa chạy mà cái chân mà vừa đạp nữa nè. Ôi ôi, cây chạm đầu luôn rồi. Ôi, qua ra cái chỗ này trống trống rồi nè. Cái đường này nhỏ xíu à cô bác, cái đường này như đường đi bộ của mình vậy đó. Đi cái đường này vui lắm nha. Hồi hồi hộp quá. Tại mình chạy không có quen đó cô á. Thành ra nhiều khi ra đây nó hơi gối một chút xíu. Ở đây là mình quẹo nữa nè. Rồi mình đã trở ra lộ. Qua lộ cái này. Qua lộ mà không nhá nhan gì hết luôn nè. Không có tay nhá nhan luôn. Ra được tới lộ nó khỏe gì đâu cô bác. Có anh hai nè bên tay phải nè, anh ba bên tay trái qua luôn rồi. Đó, giờ mình qua nhà của anh Úc. Cái nhà mà đen đen trắng trắng á. Rồi trở về vị trí cũ. Có xe không qua đường nha coi, không có nhá nhan gì hết. Chạy không có tuân thủ luật giao thông nè. Tay lái cừ khôi chưa à. Rất là hấp dẫn luôn nha các bác. Cái này mình vừa đi qua cái khu vực rừng lá thấp đó cô bác, lội bùn dơ băng lâu lách xuyên đêm đó. Ồ, quên lấy cái chìa khóa vô cái nhà. Bỏ cái mũ bảo hiểm vô luôn. Rồi chắc là mình chuẩn bị rút thôi cô bác. Rồi, gớm. Không sao. Rồi, quay tiếp. Không sao, không nhầm nhò chứ. Rồi,
mới rồi vậy em về luôn Tư. Dạ. Thôi được rồi chị ơi, tới đây ấy chơi vui là được rồi. Ôi đừng có gửi chị. Dạ. Tại vì em đi đâu em gửi không có nhận đồ. Có gì chứ không có nhận được gửi. Không có nhận đồ. Như là chị vừa cố gắng lên cái có cái gì vậy? Trời ơi, cái gì nhà, cái Thảo đi. Trời, không có nhiều bị nghe lần này nghe. Như vậy thì nội hút có bà xã thì lên em không biết có gì mà. Không lẽ vậy? Có em mà có gì vừa không lẽ mà gửi gì buồn vừa vậy thì kỳ quá. Không có là xã nhiều. Rồi vậy em về luôn chị ha. Dạ dạ. Thì có khi gặp lại. Dạ. Dạ. À, ngày bình thường thì chị cũng ra vườn đó với ổng đó ha. Dạ thì hai đó, cái cây vậy đó mình xịt cầm cái đưa đó. Dạ. Cái đường ra đó với Út chạy cũng anh làm chạy quái vậy. Rồi em về luôn hả Tư ơi. À, Tư ở lại Tết vui vẻ nhiều sức khỏe nha. Ôi ơi. Nhìn nóng thật cho mà đã quá à. Dạ. Lực sĩ. Rồi em về luôn hả chị ơi. Dạ. Năm mới vui vẻ nhiều sức khỏe nha chị. À. Sức khỏe. Rồi. Từ đó. Mấy em về cũng giảm sụn như ý đi. Dạ. 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 Rồi em cảm ơn anh chị nhiều lắm nha. Dạ. Rồi về luôn em. Rồi về luôn ơi. Ủa Diễm về hả chị? Đúng. Diễm đi về hả đâu rồi? Dạ. Rồi cô bác, để mình ngừng ra mình đổi cái nón bảo hiểm lên rồi mình sẽ quay tiếp nha. Coi chừng tính vàng mà thành xa. Chứ sao đi lạc không có gì. Tại vì đi đường dưới mắt móc trở lại rồi. Thôi tra bản đồ đi, tra bản đồ đi đi cho chắc ăn. Cha đó tăng mạnh rồi chú nhớ đường gì giảm lại. Rồi chào toàn thể gia đình anh chị luôn. Rồi rút luôn. Dạ. Dạ. À, chào anh chị. Rồi chắc này mình sẽ di chuyển đến cái địa điểm tiếp theo luôn ha cô bác. Mình sẽ ngưng tại đây. Khi nào đến địa điểm thì mình sẽ quay tiếp. Rồi cô bác, hiện tại là mình đã tới cái khu vực Năng Gù của An Giang rồi nè cô bác. Ở đây là có bán rất là nhiều những cái đậu chín ở đây như cô bác mình thấy nè. Đó, đậu chín ở đây là 1 kg là 35 ngàn cô bác.